Đến ngày 26 tháng 8 năm 2023 là tròn một năm bà Vũ Thị Nguyên, 63 tuổi, trú tại tổ 6, khu 3, phường Dính Đáy, thành phố Hạ Long, phải đi ở trọ sau khi ngôi nhà của gia đình bị sạt lở. Gia đình bà có 4 người ở trong căn phòng rộng chưa đầy 20m2, chật chội, mọi sinh hoạt cuộc sống bị đảo lộn. Mong làm sao mà nhà các cán bộ mà có thẩm quyền ấy thì làm sao mà để giải quyết nhanh để cho chúng tôi có chỗ ăn chỗ ở, để tôi về sớm được gia đình cho nó được ổn định, rồi còn cái chỗ mà thờ cúng tổ tiên nữa chứ. Trước đó, tháng 8 năm 2022, gia đình bà Nguyên cùng 14 hộ dân khác sinh sống cạnh mỏ sét của công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy, thuộc tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, phải di rời khẩn cấp do một số ngôi nhà bị nứt, nghiêng, sạt lở. Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy đã hỗ trợ tiền di chuyển, tiền thuê nhà cho các hộ dân trong khi chờ kết quả nguyên nhân sạt lở. Theo báo cáo đánh giá nguyên nhân gây sạt lở từ Viện Địa Kỹ thuật và Công trình, Trường Đại học Xây dựng, hiện tượng sạt lở tại khu vực đến từ nhiều nguyên nhân như xây dựng công trình trên mái dốc, do thi công đào mỏ sét, do thi công đường tình yêu và do tác động của mưa. Tôi rất mong muốn là làm cho nó rõ ràng ra là tại lỗi ở nhà máy gạch là bao nhiêu phần trăm và làm đường nó như thế nào là bao nhiêu phần trăm. Ở lỗi thiên tai là nó như thế nào thì bên chính quyền là chúng ta phải làm cho nó thật là nhanh chóng. Để cho nó rõ ràng ra. Để chúng tôi còn biết đường để chúng tôi về. Để chúng tôi còn có cái hướng để gọi là san nấp đi, còn phải để cho nhà chúng tôi ở. Chứ tôi không thể đi mãi được, rời bỏ căn nhà của tôi mãi được. Mới đây nhất, ngày 7 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã có quyết định phê duyệt thực hiện công tác xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục tại khu vực này. Thực hiện công tác khảo sát đánh giá độc lập sẽ tiến hành trong 120 ngày. Lại thêm một lần chờ đợi của người dân với hy vọng.